Hiện nay, các nhà vườn trồng hoa kiển tại thành phố Châu Đốc đã tất bật tập trung chăm sóc cho vụ hoa Tết nhâm dần năm 2022. Cận Tết là thời điểm các nhà vườn trồng hoa kiển phục vụ Tết trong đời nhất trong năm. Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng hoa kiển trên địa bàn thành phố Châu Đốc cũng đang tất bật chuẩn bị trồng hoa đón Tết nguyên đáng năm 2022 với tâm thế vừa mừng vừa lo. Do điều kiện thời tiết và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Một số nhà vườn trồng hoa kiển cho biết, năm nay các chi phí đều tăng như nhân công, vật tư, hạt giống, phân bón tăng so với năm trước, nên nhiều nhà trồng hoa kiển Tết cũng giảm theo. Theo chị Lê Thị Cúc, ngụ khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ cho biết, gia đình chị đã trồng hoa mang lại thu nhập chính cho gia đình, đặc biệt là vào dịp Tết nguyên Đán. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình chị trồng hoa phục vụ Tết giảm còn 50% so với năm trước là 2.000 chậu hoa cúc. Năm nay chị xuống giống khoảng 1.000 chậu hoa cúc. Hy vọng năm nay thời tiết tiếp tục thuận lợi để hoa phát triển tốt và trổ bông đúng vào dịp Tết. Qua đó không chỉ giúp cho các nhà vườn trồng hoa kiển có được vụ hoa thắng lợi để đón một cái Tết đầy đủ mà còn cung ứng cho thị trường những bông hoa tươi đẹp rực rỡ sắc xuân.